Xin chào anh em, như anh em đã biết là đội tuyển Futsal Việt Nam đã có trận ra quân tại FIFA World Cup Futsal 2021 tại Litva và gặp một đội tuyển Futsal rất mạnh trên toàn thế giới luôn, đó là đội tuyển Futsal Brazil và đã nhận thất bại với tỷ số là 1-9. Gặp một đối thủ từng tham dự World Cup Futsal 9 lần và trong đó có 5 lần vô địch thì nhận thất bại với tỷ số đậm như vậy thì cũng không phải là vấn đề. Đó là trong những cái dự đoán trước của những anh em đã từng quan tâm đến Futsal. Và đây là lần thứ hai đội tuyển Futsal mình đi dự World Cup nha. Đó là một cái điều rất là gọi như là thành công lắm rồi. Đối với đội tuyển Futsal Việt Nam vậy là thành công lắm rồi. Còn gặp Brazil, đá Brazil là một cái gì gọi như là một cái dịp may luôn á. Là tại đâu phải dễ được gặp Brazil đâu, phải đi World Cup và phải may mắn mới vô chung bảng thì mới được đá với Brazil. Chứ còn nếu như mà ông Brazil ông nằm bảng khác thì chắc cũng không được gặp đâu, tại vì cũng khó mà đi sâu để gặp được Brazil lắm. Đi sâu ở đây mình nói tới bán kết, chung kết, chứ còn nếu mà đi đến vòng 8 đội thì mình nghĩ chắc Việt Nam mình vẫn có khả năng đi được tới đó và sẽ là những cái bước thành công tiếp theo của toàn đội tuyển Futsal Việt Nam, đúng không nào? Và mình thấy anh em Futsal Việt Nam đá cũng rất là nỗ lực và cũng cố gắng lắm rồi, nhưng mà đối thủ thì quá mạnh, quá đẳng cấp, vượt trội từ tốc độ, thể lực, ngoại hình, nói chung là tất tần tật đều vượt trội với đội tuyển Futsal Việt Nam mình, nên thua cũng phải vấn đề. Hôm nay làm clip này thì chủ yếu là để cho anh em xem lại cái trận thi đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Brazil. Nó có những cái chiến thuật nào hay ho để có thể hỗ trợ củng cố được cho những anh em nào đam mê bóng đá futsal có thể nâng cao được cái tư duy bóng đá của mình trong chiến thuật bóng đá futsal. Thực ra thì những cái chiến thuật này của các đội tuyển toàn mang tính quốc gia quốc tế thôi à. Những cầu thủ mà gắn mác cho mình là tuyển thủ thì họ mới làm những chiến thuật này. Nhưng mà mình nghĩ là đối với bóng đá phong trào thì những cái chiến thuật này thì đồng cấp với mình, đồng cấp với nhau vẫn có thể làm được. Chỉ cần anh em có thể tập luyện với nhau, nhận diện cái tư duy đó thì gặp một đội ngang trình có thể thực hiện được những cái chiến thuật này. Chúng ta xem bóng đá làm gì? Tận hưởng. Đối với mình chưa đủ đâu, tận hưởng và phải học hỏi nữa. Đó, thì giờ cùng bắt đầu nha. Đầu tiên là tổ chức qua người 1-1. Thì như mọi người cũng biết là khi mà chúng ta đấu 1-1 với lại một cầu thủ khác trong một trận bóng đá futsal thì phải quan sát coi sau lưng cầu thủ đó có người bọc lót hay không. Thường là có người bọc lót thì mình sẽ không qua người 1-1 nữa, mình sẽ tìm một đường chuyền khác. Chứ còn nếu mình ráng vượt qua cầu thủ sau bọc lót thì mình dễ mất banh lắm. Thì trong cái trận đấu này thì đội tuyển futsal Brazil tổ chức rất là tốt, là khi mà một cầu thủ ở biên và muốn qua người, qua hậu vệ, qua đội tuyển Việt Nam mình thì ba cầu thủ còn lại của đội tuyển Brazil sẽ di chuyển ra xa cái khu vực họ đang đấu 1-1 bên đó để tạo được cái khoảng trống cho cầu thủ đó qua người. Thì ngay phút đầu tiên trận đấu là Diego là đối diện với Châu Đoàn Phát thì ba cầu thủ Brazil còn lại dạt ra xa để tạo lôi kéo những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam mình ra xa khỏi tình huống đó để tạo điều kiện thuận lợi cho Diego vượt qua. Thứ hai đó là cách đá của Ferrao, một pivot mà gọi là hàng đầu thế giới bây giờ, cực kỳ nguy hiểm và cực kỳ tốt luôn, gọi như là đỉnh nhất thế giới hiện giờ luôn nha anh em. Thì chúng ta ví dụ số 2 là Ferrao ở đây đi. Thì trong cái tình huống này ở khoảng trống là ở chỗ này. Thì khi mà đồng đội đá bóng lên thì ảnh sẽ tì đè để nhận quả bóng xuống đây và dứt điểm. Rồi, nếu mà tương tự tình huống này nhưng mà khoảng trống là ở vị trí khác, chẳng hạn giống như là khoảng trống là ở vị trí giữa đây đó, chúng ta thấy đây khoảng trống là phía bên này và đây thì đè bên đây, khoảng trống là bên này, thì anh ta sẽ nhận quả bóng và hướng bên trong dứt điểm. Điều này đòi hỏi là anh ta phải thuận cả hai chân.
và đôi lúc cũng có thể khác đi một chút. Vẫn là nhận bóng ra khoảng trống phía ngoài. Sau khi cầu thủ này về một lót thì giả sút nhặt vào trong. Dứt điểm. Và một điều trong trận đấu này mình để ý rất là nhiều luôn, đó là thủ môn của tuyển Brazil là Guta thường hay dâng cao để tổ chức và kiểm soát thế trận, hỗ trợ cho các thủ đồng đội của mình. Mặc dù là họ đang dẫn trước 3-0 rồi 6-1, 7-1, thủ môn vẫn lên trong một số tình huống để hỗ trợ cho việc kiểm soát thế trận, kiểm soát trận đấu. Điều thứ tư là một cái lỗi bỏ người mà rất là thông dụng, mà nếu như anh em chơi bóng đá không chào cũng thường hay gặp, và chơi bóng đá chuyên nghiệp nếu như gặp trường hợp như thế này cũng dễ dẫn đến bàn thua. Đó là ở chỗ bàn thắng đầu tiên, pha bóng của Nguyễn Văn Hiếu, và bàn thắng cuối cùng 9-1 á, là pha bóng của Châu Đăng Phát. Thì số 2 chuyền cho số 3, số 3 chuyền cho số 5, số 5 chuyền cho số 4. Đây ra Red nè, bật tường vào đối diện thủ môn mang bàn nè. Lỗi chỗ đây Nguyễn Văn Hiếu, lúc mà đường chuyền này chuyền qua thì nếu anh đứng sâu trong đây thì sẽ không vấn đề gì, nhưng có lẽ anh hơi nôn nên anh hơi bước ra để cắt trái banh này, thì họ đá nhanh qua đây và chiếm sau lưng đá vào. Thường á là cái việc mà chiếm sau lưng này á, đá ở đây bỏ ở đây thì số 17 này là Nguyễn Văn Hiếu phải chụp ông này lại, không cho di chuyển vô trong. Nhưng có lẽ là cầu thủ Brazil nhanh quá, vượt qua một cái một và bị vượt qua như thế này thì không đuổi theo kịp. Pha 2-1 với Châu Đăng Phát. Thì đây, số 2 nhận bóng ở đây và số 5 bước lên biên. Đây cũng có giờ hỗ trợ nè. Đá qua đây, sau đó cắt cột 2. Đây theo nhưng mà đá ở đây. Cột 2 ghi bàn. Lỗi chỗ số 17 là Châu Đăng Phát. Cùng quay trở lại xem ha. Đây chỗ này nha, nếu như bước ra chuyền qua được đây, đây cắt vô thì đây phải chụp lại, đây về hỗ trợ chụp lại, không cho di chuyển vô trong. Đằng này thì ảnh cuốn theo banh, bị cắt vô trong. Nhược điểm như vậy. Có lẽ trong pha này thì ông này ông nhanh quá, vừa đá qua đây xong là ông này chưa kịp hình dung, cho ông phải chưa kịp hình dung là ông đã cắt mất vô đây rồi và đá ngang ghi bàn. Cái tiếp theo đó là chuyển hướng rất là nhiều lần. Tức là mình chơi futsal cũng lâu thì mình di chuyển qua trái, cầu thủ hậu vệ theo, mình di chuyển lại phía bên phải. Còn ở đây đội tuyển Brazil cũng có một số tình huống họ chuyển hướng tới 2-3 lần. Qua trái, về theo, lách về phải, về theo, là qua trái, giật lên, họ theo, giật về, họ theo, và giật lên lần nữa. Tức là họ chuẩn bị cho pha bóng đó là đến 3-4 lần di chuyển, chứ không phải là chỉ có một lần. Và một chiến thuật nữa đó là pha dàn xếp đá phạt cực kỳ hay của đội Futsal Việt Nam, ghi bàn vào lưới thủ môn Guta. Thủ môn đang gọi như là xuất sắc nhất thế giới, đang chụp cho đội Sporting nha, ở Bồ Đào Nha. Một pha ghi bàn mà gọi là để đời của Khổng Đình Hùng luôn. Đây là pha dàn xếp đá phạt của đội tuyển Futsal Việt Nam. Chúng ta sẽ thấy bốn cầu thủ tuyển Việt Nam đã đứng bốn góc như thế này để kéo của đội hình phòng ngự của đội tuyển Brazil thành như thế này. 1-2-3-4. 1-2-3-4. Thì nhưng mà đây là đội hình ban đầu thôi, nhưng mà tới lúc chuẩn bị đá thì số 14 cắt ở trong, đây 16 cắt đây, 17 cắt về, 15 cắt vô thì thành một pha dàn ngang như thế này. Và 16 đây lóc đây, và 14 này lóc số 2 hoặc là số 4 đang kéo về ở đây. Và 17 có cơ hội chống chải, nhận cái đường chuyền qua đây và dứt điểm ghi bàn. Đây là một cái pha bóng dàn xếp rất là tốt của đội tuyển Futsal Việt Nam. Nhưng thực tế thì mình thấy á, là cái pha dàn xếp tổng á, nó sẽ có những cái bước cụ thể hơn như sau. Giờ mình sẽ phân tích lại. Số 14 cắt vô đây, 15 kéo về nhận banh đá. Nếu mà số 4, số 2 đứng yên, số 6 đây vô lóc,
17 kéo ra, số 3 này mà bị hút theo số 17 này thì đây sẽ đá thẳng vào trong ăn bàn luôn nha. Đó là một trường hợp tiếp theo, nhưng mà số 14 này vào đây, số 15 bám theo, 16 trống, đá thẳng 16 dứt điểm luôn. Trường hợp cuối cùng cũng là trường hợp mà đội tuyển Futsal Việt Nam ăn bàn á, 14 bước vào đây, bị đây bám theo, lóc lại luôn, 15 kéo về, 16 đây lóc đây và 17 kéo về, chỗ số 3 nè, không theo nè, đá qua nè, dứt điểm ăn bàn nè, lỗi do số 3 không theo người. Cuối cùng là hai pha thoát pressing cực kỳ tốt của đội tuyển Futsal Việt Nam trước đội tuyển Brazil. Thực ra là đội tuyển Brazil nắm thế trận và pressing rất là cao đối với đội tuyển Việt Nam mình, nhưng mà mình cũng không có nhiều cơ hội để thoát được press, và chỉ có hai tình huống ở đây mình thấy là rất là hay. Và nếu như anh em đá banh mà gặp những đối thủ mạnh pressing cao, mình có thể học theo những chiến thuật này để thoát press. Đầu tiên ha, áp sát nè, áp sát nè, áp sát nè, giờ làm gì? Pivot kéo ra đây, rồi hai ông chơi nhau ngoài biên luôn, khoảng trống đây nè, ta thấy nha, đây bỏ vô, chuyền lên, bỏ về, chuyền qua, ông này bám vô theo nè, ông này lúc mà chuyền lên cho đây rồi, chạy giật lên đây để này theo, này vòng qua sau lưng, giật về trống nè, này áp sát nè, 16 nhận, chuyền cho đây 15, bước lên, đây chỗ số 5 không theo người nè, đó, nhưng mà tiếc là ở pha này, dứt điểm không vào. Pha thứ hai đó là pha số 14 nè, bị số 4 này ép ra biên luôn, ép sát ra biên luôn, 15-16 về hỗ trợ thì số 2, số 3 này ép sát luôn. Đó thì để thoát pha này như thế nào thì khoảng trống đây nè, nguyên một biên bên này thì số 14 này chỉ cần hai được chuyền giữa ba người với nhau, đưa bóng về phía bên này, chuyền áp sát, chuyền áp sát, vòng qua sau lưng số 4 này, đá ngược lại, những banh lên. Và đó là những gì mình đúc kết được sau khi mà xem xong trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Brazil. Sắp tới thì đội tuyển Việt Nam còn thêm 2 trận thi đấu nữa tại vòng chung kết World Cup Futsal năm 2021. Và hy vọng là mình sẽ còn học được thêm rất là nhiều điều từ những trận thi đấu đó. Còn anh em thì sao? Có những ý kiến nào khác thì có thể comment phía dưới cho mình biết với nha. Và nếu anh em thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để đón chờ các video clip về Futsal trên kênh mình và cả Freestyle Football nữa. Sắp tới mình sẽ còn làm cả Freestyle Football nữa. Anh em cùng chờ xem nhé. Mình là Phạm Trung Thi. Xin chào, gặp lại. Bye bye.